Quần áo đẹp hả? Đây này, mặc đồ của tôi đi. Đừng có chọc điên con này lên, tôi cho cả hai người nhịn đói luôn á. Ôi con ơi, nín đi mà. Thôi đến đi bà thương con mà. Trời ơi là trời, sao khóc vậy nè. Hương ơi Hương, Hương ơi, dậy đi con, dậy cho em nó bú nè con. Nó khóc quá trời, mẹ sốt ruột quá à Hương. Hương ơi, cái gì mà sáng ra la lưới ông sợ mẹ hả bà già? Không để cho người khác ngủ hả? Con ơi, mẹ thấy thằng cún nó khóc quá trời, nó khát sữa đó, con cho nó bú đi con. Bà là bà của nó, bà không biết cho nó ăn thì đến lúc tôi hả? Con ơi, sao mà mẹ cho nó ăn được, mẹ có sữa cho nó bú đâu. Con à, con chịu khó đi, em nó khóc quá trời, nó đói tội nghiệp nó mà con. Tôi cai sữa cho nó rồi, bà pha sữa bột cho nó uống đi. Trời ơi, thằng cún nó mới 3 tháng mà con cai nó rồi. Con có biết không, sữa mẹ rất tốt cho trẻ con. Bây giờ con ra mua sữa ngoài làm sao nó tốt được con? Hả? Tốt 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 cái gì chứ hả? Ngoài kia người ta cho nó uống đầy đó, có sao đâu hả? Bà nghĩ xem, tôi cho nó ti như vậy á, nó hỏng hết người tôi ra thì sao hả? Bà này, tôi không có nói nhiều với bà nữa. Bà dọn dẹp sạch cái đống này đi, xong vô phòng dọn cho tôi. Nghe chưa hả? Tôi đi chơi đây, trễ rồi. Con ơi, chuyện gì nữa? Mẹ già rồi, con phụ mẹ chút xíu đi. Mẹ vừa lo cho thằng cún mà mẹ vừa dọn dẹp đó, mẹ đâu có làm nổi đâu con. Cái nhà này á là nhà của bà, tại sao tôi phải dọn dẹp chứ hả? Còn thằng cún, nó là cháu đích tôn của bà phải có trách nhiệm chăm sóc nó. Mà thôi, tôi không nói nhiều với bà nữa, tôi đi chơi đây. Mà này, chăm nó thì đừng để nó khóc, nhức cái đầu quá. Con à, cái gì nữa? Con cho mẹ một ít tiền đi, mẹ đi chợ. Với lại là mẹ sắm mấy bộ đồ mẹ nó cũng muốn sờn hết rồi. Tiền ăn còn không có, đi mua đồ đẹp mặc làm cái gì hả bà già? Bà ở nhà chỉ việc trông cháu thôi, mặc đẹp làm cái gì? Cho ai coi hả? Quần áo đẹp hả? Đây này, mặc đồ của tôi đi, còn mới lắm. Còn ăn hả? Ăn mì gói đi. Thời buổi kinh tế khó khăn á, sống tiết kiệm tí đi bà già, cho con cháu nó nhờ. Nghe chưa hả? Đi nè, đồ của tôi còn mới lắm, lấy mặt đi. Trời đất ơi, hỏi chút xíu là tiền là sao vậy? Sao cơm ở nhà không chịu nấu? Không có thì lấy mì gói mà ăn đi. Sao em lại nói chuyện với mẹ anh vậy hả? Tại sao tôi lại không được nói chuyện với mẹ anh như thế hả? Anh nên nhớ, bây giờ mẹ con anh đang sống bằng tiền của tôi. Đừng có chọc điên con này lên, tôi cho cả hai người nhịn đói luôn á. Em đừng mà nói chuyện quá đáng vậy nha. Quá đáng hả? Ở nhà tôi á, tôi là công chúa, tôi thích sống như thế nào á là quyền của tôi. Còn nếu như mẹ con anh á cảm thấy mệt mỏi quá thì đi ra ngoài kiếm tiền về, thuê ô xin mà phục vụ hai người đi nhá. Con này không phải là ô xin, nghe chưa hả? Tôi đi chơi đi. Lo mà dọn dẹp, chăm sóc nó đi. Cô, đúng là quả báo mà. Sao tôi khổ vậy nè? Ông trời lại sao cho tôi khổ vậy chứ? Không mà mẹ, tất cả là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ. Con ơi, mẹ nói cái này con đừng có giận mẹ nha con. Sao mẹ thấy thằng cún nó không giống con vậy con? Mẹ nói con mới để ý nha, nó không giống con thiệt. Nhưng mà tại vì bây giờ nó còn nhỏ cho nên là nó vậy thôi. Đợi nó lớn lên nó sẽ giống con mà. Mẹ đừng nói vậy, tội nghiệp con lắm. Con ơi, đứa con nào nó cũng có cái nét hao hao giống cha mình. Không nhiều thì ít, đằng này mẹ thấy nó không giống con chút nào hết đó. Nếu mà mẹ cứ hoài nghi vậy hoài á thì con với mẹ bế con lên xét nghiệm ADN là sẽ biết liền mà. Ừ, thôi hai mẹ con mình đi nha con. Dạ mẹ.
Dạ, bác sĩ ơi, có kết quả gì chưa bác sĩ? Dạ có cái này bé. Đứa bé nhà anh Lộc á, không có quan hệ với phóng nhanh đâu.